Và sau đây là bình luận của tựa đề Hãy cẩn thận biên giới phía Bắc của tác giả viết từ Sài Gòn, đăng trên trang blog AFI ngày 24 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ. Cho đến thời điểm này, mọi dấu hiệu cho thấy rằng dạ tâm của Tàu Cộng đã thể hiện rất rõ ở biên giới phía Bắc, từ việc cho dựng tường rào kẽm gai, rau điện cho đến đánh vào nông sản. Hàng chục ngàn chiếc xe nông sản của Việt Nam chế ứ trên các cửa khẩu biên giới, thị trường nhà đất đảo điên, tạo ra các xung động tiêu cực. Có thể nói rằng biên giới Việt Nam đang bị đe dọa nặng nề. Dựa trên cơ sở nào để tôi nói rằng biên giới Việt Nam đang bị đe dọa? Tôi căn cứ trên hai vấn đề, tâm tình dân tộc Trung Hoa trong chiến tranh và các chỉ số an toàn kinh tế Việt Nam lúc này. Bởi hai vấn đề này có liên hệ mật thiết với chiến tranh, nhất là khi chúng ta phải sống sát sườn một kẻ chơi bẩn và luôn có những hành động hết sức tiểu nhân, hạ đẳng. Về khía cạnh dân tộc tính trong chiến tranh, từ cổ chí kim, chiến lược đánh sư tử đói vốn là chiến lược xuyên suốt của các nhà chính trị và quân sự Trung Hoa dùng, và gần như mọi trận thắng của họ đều dựa trên nguyên tắc chiến lược này. Và chiến thuật bị người đánh tràn qua là phần bổ khuyết cho chiến lược trên, tức là đời sư tử đói, nó không thể nhúc nhích được. Tao đụng, dồn quân lực quét sạch, giết sạch, đốt sạch trong ứng xử chiến tranh, chỉ có Trung Hoa là quốc gia dùng chiến lược đánh sư tử đói kết hợp với chiến thuật bị người nhiều nhất. Với Việt Nam, nhìn lại lịch sử các trận chiến diễn ra với quân Tàu, cho dù Việt Nam hoàn toàn chiến thắng, nhưng để có chiến thắng đó, nếu kiểm tra kỹ lại các mốc quân Tàu phát động chiến tranh, kể cả từ thời Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Nhà Trần, Nhà Lê, hầu hết các năm đất nước bị tấn công đều là năm có mùa màng thất bát đói kém. Và nhìn lại những chiến thắng đó mới thấy rằng trong lịch sử, ông cha đã dũng lược tài trí cỡ nào. Ngay trong trận biên giới phía Bắc năm 79, tôi không bàn về những thâm cung bí sử giữa Việt Nam với Tàu, tôi muốn nói đến chiến thuật đánh và chiến thuật ngoại giao. Có thể nói rằng, những người tham gia chiến dịch chống Tàu trong chiến cục 79 cũng là những thiên tài quân sự. Bởi lúc đó, số lượng quân nhân Việt Nam bận tham gia chiến trường Campuchia chiếm gần nửa toàn quân. Hơn nữa, kinh tế Việt Nam năm 79 trong tình trạng kiệt quệ. Tàu mượn cớ Việt Nam xâm lược Cam để tấn công. Kỳ thực mới thứ nằm trong chủ trương của Đặng Tiểu Bình, y đã xui đàn em Pol Pot tăng cường cấp dùn gió riết tạo ra núi xương Ba Chúc để quân đội Việt Nam phải dốc lực săn đánh. Giảm sức mạnh nội địa, tình hình kinh tế những năm đó Việt Nam phụ thuộc vào viện trợ Liên Xô. Năm 79 không rõ vì lý do gì, các khoản viện trợ và trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Liên Xô xuống mức thấp so với mọi năm. Với Tàu Cộng hoàn toàn không có, và khi Tàu Cộng tiến công sang Việt Nam, ngay cả các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, người dân vẫn còn nhầm tưởng rằng người anh em Tàu Cộng đưa quân tình nguyện sang đánh Cam, giúp Việt Nam, giống như những năm trước 75 họ đã từng. Người dân vô tội đổ xô ra đón người anh em, họ và họ khai hỏa, người dân chết mà không kịp nhắm mắt. Trận phản công của Việt Nam bỏ qua các yếu tố thỏa hiệp từ các đầu não chính trị, thì về mặt quân sự và ngoại giao, tạo đối ứng quân sự, Việt Nam, những người tham gia chiến dịch này có thể được xem là các thiên tài quân sự của thời đại mới, đương nhiên là một dạng thiên tài tập thể. Và năm nay, Tàu Cộng có cho dựng tạo tường rào kẽm gai, tường rào điện dày đặc sau khi dịch cúm Vũ Hán xảy ra. Rõ ràng có mục đích chống người Việt thô hàng sang Tàu theo đường tiểu ngạch, làm cho phân khúc hàng tiểu ngạch vốn chiếm có phần rất mạnh trong phân khúc bình dân bị đứt nghẽn. Mọi thứ dồn vào chính ngạch và chính ngạch bị khóa cứng, thêm phần kỳ quệ, đó là chưa muốn nói đến các tường rào này chống được chiến thuật du kích, vu hồi vốn là sở trường của quân đội Việt Nam. Cần thiết thì đánh thọc sâu vào Tàu, sau đó đánh bọc hậu và phản công tổng lực. Hầu như Tàu luôn gặp chiến thuật này và đó là bước khởi đầu thất bại của họ trên chiến trường Việt Nam. Dường như tường rào biên giới là một cách khắc phục tốt nhất để tránh lặp lại thất bại. Chứ Tàu Cộng và lẫn Việt Nam không hết, dạy gì họ phải làm tường rào cố định để khó lấn chiếm. Hơn nữa, khi có tường rào, nghĩa là cánh quân nào đã tiến thì chỉ có đúng một đường lui. Tường rào là bối cảnh để đại lính Tàu vào trận địa bối thủy trên bộ. Chỉ có một đường lui duy nhất, con thuyền để lui quân bây giờ chính là cánh cửa đã đi qua. Nó đặt toàn quân của họ vào quyết tâm chỉ có đánh và đánh. Và thêm một dấu hiệu, kinh tế Việt Nam đang trong tình trạng kiệt quệ sau 2 năm dịch. Kinh tế thế giới cũng trong tình trạng kiệt quệ, bởi chẳng có quốc gia nào lường trước để mà chuẩn bị, trừ nước đã tung đòn sinh học dịch cúm này. Thế nhưng giá đất lại được thổi phồng rất cao. Nó tạo ra những làn sóng biến động đời sống xã hội một cách khủng khiếp. Nhất là khi mọi thứ đang thiếu thốn, làn sóng này dẫn đến những xáo trộn khó lường trong xã hội và nó gây mất tập trung trong chính trị quân sự không khó, không nhỏ. Thử xem nguyên nhân của xáo trộn này do đâu nếu không có bàn tay Hoa Nam nhúng vào. Với mọi dấu hiệu trên đây, không còn cách nào khác là phải tăng cường quân sự và đặc biệt lưu ý biên giới phía Bắc, bởi trong lúc Việt Nam gặp nhiều khó khăn, kinh tế lũng đoạn, dịch giả, mọi thứ đều khốn đốn và tâm lý con người hoang mang, rệu rã. Niềm tin của người dân dành cho đảng cũng xuống cấp trầm trọng bởi qua đợt dịch bùng phát lần thứ tư. Kiểu chống dịch như chống giặc, biến dân thành quân giặc, áp đặt giống y mô hình Tàu Cộng trong vụ sự vụ chết chóc ở Vũ Hán năm 2020, đã khiến cho tình hình trở nên bất ổn vô cùng.
Lúc này chỉ cần tạo ra cái cớ giao ngoại giao nào đó để đưa quân sang Việt Nam, không chừng nhân dân lại đứng nhìn quân đội đánh nhau với giặc xem như bóng đá. Đây là kinh nghiệm xương máu đã có trong lịch sử. Khi nhà Nguyễn thờ ơ với nhân dân, nhún nhường lép vế trước quân Pháp, chỉ có thể nói rằng hết sức cẩn thận trước các mưu đồ đoạn và âm mưu xâm lược của Tàu. Bởi hơn bao giờ hết, ngay lúc này, để các thái thú nắm cái chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị trung ương, biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu thì mọi vấn đề về biển đảo, về tài nguyên biển, đất hiếm dưới lòng đại dương đã là chuyện trong lòng bàn tay của họ.